mời anh em chiêm ngưỡng ngôi nhà của anh Minh với chiếc Pagani Huayra đỗ ngoài. Vừa dí theo thì xe đi về mất, quá là đáng tiếc. Để mãi thì mới đến khu nhà giàu bên Pagani Huayra. Bên là G63 AMG. Chiếc Urus thì không đỗ tại đây. Quá đẹp luôn. Pagani Huayra. Bên ngoài thì có rất nhiều xe sang. Ôi, những ngôi nhà ở đây thì rất đẹp luôn các bạn. Khuôn viên thì đẹp thôi rồi luôn. Phía trước có một cái vườn rất đẹp, với cỏ và cây rất là mát, dễ chịu. Xung quanh cũng là rất nhiều đại gia khác các bạn nhé. Chiếc X6. Ngôi nhà rất lớn bên cạnh ngôi nhà của anh Minh. Bên ngoài còn có một chiếc Jaguar XF. Đây là quà tặng nhân ngày sinh nhật của vợ anh Minh thì phải. Nếu không nhầm là thế, mua chính hãng tại Việt Nam. Chiếc Jaguar XF màu trắng, biển khá là đẹp, 88615.